ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta có một người bạn đến thăm viếng Hội Thánh là anh Phong, Phong Bùi. Xin mời anh đứng lên để Hội Thánh được chào mừng anh. Chúng tôi hết sức là vui mừng được đón tiếp anh Phong đến thăm viếng Hội Thánh và hy vọng rằng Chúa sẽ mở đường để anh trở lại và thờ phượng với chúng tôi thường xuyên. Tuần vừa qua thì nhà tôi có một buổi họp mặt của các bạn sống chung trong cư xá ngày xưa. Và chúng tôi được tiếp đón một người bạn rất thân thiết với nhà tôi, một người bạn chưa biết Chúa. Chị đang âu lo vì chồng chị bị ung thư tuy tạng vào thời kỳ thứ tư. Theo như phương pháp truyền đạo sâu rộng, truyền đạo bùng nổ, thì đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta làm chứng cho những người này. Vì khi người ta âu lo thì họ không biết trông cậy vào ai, mà nếu mình đưa họ đến với Chúa là đấng toàn năng, có lẽ họ dễ dàng đến với Chúa nhiều hơn. Nhưng mà cũng có những trường phái cho rằng làm như thế thì là lợi dụng cơ hội của người ta, không tốt. Họ cho rằng lúc mà một người bối rối và họ thiếu sáng suốt, không thể tự nhận thấy mình có lỗi, cần phải ăn năn, cần phải quay đầu trở lại với Đức Chúa Trời thánh khiết. Và chúng tôi phải đối diện với một sự mâu thuẫn. Thuận lòng tôi dẫn họ đến nhà thờ để nghe lời Chúa, hay là chiều lòng họ đi nghe hát với nhà Paris bài này. Đời sống mọi người thường có nhiều mâu thuẫn như thế. Và đời sống các cơ đốc nhân chúng ta là có vẻ có nhiều mâu thuẫn hơn nữa, hơn những người khác. Tôi nói là có vẻ thôi, là tại vì thực sự trên thực tế thì một người có đức tin nơi Chúa, có Chúa làm chủ, thường biết ý Chúa và làm theo lời Ngài thì không bao giờ gặp mâu thuẫn cả. Nhưng mà thực tế là như thế. Nhưng mà chúng ta lắm khi bị vướng bận bởi những dòng co của cuộc sống, những éo le của cuộc đời mà không thấy rõ chân lý. Có khi chúng ta biết mà chúng ta không nhớ. Nhưng mà những ai thấy rõ, biết rõ, nhớ được chân lý của Chúa sẽ có sự bình an ở trong mọi việc mình làm. Biết rằng việc mình làm là đẹp ý Đức Chúa Trời. Nhiều người cho rằng cơ đốc nhân chúng ta gặp nhiều mâu thuẫn là tại vì trong Kinh Thánh có vẻ có nhiều mâu thuẫn. Lấy thí dụ như việc Chúa Giê-xu dạy ở trong lời cầu nguyện chung là chúng ta phải tha thứ kẻ phạm tội nghịch của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại không tha thứ Adam và Eva chỉ vì họ nghe lời cám dỗ của ma quỷ mà anh sẽ cấm. Một thí dụ khác, trong khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời làm chủ thế gian này và tất cả mọi việc đều do Đức Chúa Trời định đoạt và vì Ngài làm chủ, thế mà Kinh Thánh lại nói rằng Chúa cho loài người có quyền tự do muốn làm theo ý Chúa hay không cũng được. Phần vừa qua thì thầy Diễn cũng có chia sẻ cho Hội Thánh về sự mâu thuẫn giữa việc chọn lựa thức nên này. Trong Roma đoạn thứ 14 thì câu 14 chép rằng: tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giê-xu rằng chẳng có vật gì vốn là chưa cháy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ giấy thì nó là dơ giấy cho người ấy mà thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng điều này xác định Chúa ở trong Chúa thì không có mâu thuẫn. Nếu có là tại vì
ý tưởng của chúng ta mà thôi. Thành ra nếu mà cứ lý luận theo cách của người thế gian, theo sự khôn ngoan của người thế gian, thì người ta sẽ không thể nào giải bày được hết tất cả những mâu thuẫn. Nhưng mà khi dựa vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan trong Kinh Thánh, thì việc nào chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. Để tôi hỏi quý ông bà chị em một câu hỏi dễ nhưng mà khó, khó nhưng mà dễ nha, để biết trả lời. Sáng nay trả lời đúng. Tất cả quý vị đều biết rằng là gà thì đẻ ra trứng phải không? Và quý vị cũng đều biết rằng là trứng thì nở ra gà, đúng không? Vậy thì con gà hay chế trứng có trước? Gà thì đẻ ra trứng, trứng nở ra gà, nào có trước đây? Khó trả lời, thấy thì dễ nhưng mà khó trả lời lắm. Nếu mà cái trứng nó gà không đẻ ra trứng, làm sao có trứng? Nó là nói rằng là gà thì không có trứng nở ra gà thì làm sao có gà? Phải học theo sự khôn ngoan của người đời, rất là khó mà có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng mà người đồng nhân chúng ta có thể giải thích được. Và lời giải thích hết sức là đơn giản. Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo ra con gà trước và cho con gà đẻ ra trứng. Đơn giản vậy thôi. Tại vì chúng ta tin vào lời Kinh Thánh và chúng ta có câu trả lời giải đáp một sự mâu thuẫn mà người đời không thể trả lời được. Hôm nay tôi muốn thảo luận với lại quý ông bà anh chị em một điều có vẻ là mâu thuẫn hết sức là lớn lao ở trong Kinh Thánh của chúng ta. Nhiều nhà bình luận tên tuổi và hầu hết họ là những triết gia rất là linh thông và họ giỏi về luật lý học, họ nghiên cứu Kinh Thánh hết sức là kỹ lưỡng và họ nói rằng Kinh Thánh mâu thuẫn với nhau. Họ bắt đầu bằng câu Kinh Thánh là trong Ephesians 2 mà chúng ta vừa nãy được công phát hướng dẫn đại học thuộc lòng. Hai câu 8 và 9 nói rằng và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là việc làm đâu, hầu cho không ai quên. Mình biết là Paulo viết thư Ephesô đó. Và Paulo cũng được Chúa dùng để viết thư Roma cho chúng ta. Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho sứ đồ Paulo để ông viết lại những gì, những điều căn bản của Thánh Linh cố đọc ở trong thư cho người Roma. Và chủ đề của thư Roma nằm ở trong đoạn thứ nhất câu 16 và câu 17 mà chúng ta sẽ học thuộc lòng với nhau vào tháng 12. Các câu đó như thế này: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Vì trong tin lành này cũng bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sống bởi đức tin. Cách chiếc ra thì lý luận rằng Paulo quả quyết người ta chỉ cần có đức tin là có được sự cứu rỗi. Người ta cần có đức tin, chỉ cần có đức tin không thôi là người ta được sống. Trong khi đó thì họ lại thấy cha cơ viết rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cơ đoạn 2 câu 14 nói rằng: hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó có cứu người được chăng? Và sau khi nêu ra những việc làm của Abraham, của kỳ nữ Rahab,
Thì Gia Cơ kết luận như thế này trong câu số 26: và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Không biết là quý ông bà như em thì nghĩ như thế nào, nhưng mà ngày tôi mới tin Chúa, khi đọc đến những bài nghị luận của các triết gia mà tôi nói tới lúc nãy đó, thì tôi bối rối ghê lắm. Mình mới tin Chúa, đọc tới những điều có vẻ hết sức là mâu thuẫn ở trong Kinh Thánh, và thấy người ta nghị luận hết sức là chặt chẽ, tôi hết sức là bối rối. Tôi bối rối là tại vì Kinh Thánh dạy rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, lời của Đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện. Cho nên Kinh Thánh không thể nào sai được, Kinh Thánh không thể nào mâu thuẫn được, Kinh Thánh không thể nào thiếu sót được. Mà nếu người ta tìm ra được một điểm nào ở trong Kinh Thánh sai, một điểm nào trong Kinh Thánh thiếu sót, một điểm nào trong Kinh Thánh mâu thuẫn với nhau, thì toàn bộ niềm tin của chúng ta sẽ đổ xuống sông hết. Tôi nghĩ như thế, mà tôi bối rối, và tôi đâm ra lo sợ. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa là sự bối rối của tôi không dẫn đến chỗ bất tín, là tại vì tôi không dựa vào những bài nghị luận của các học giả đó để không chấp nhận tin lành. Mà trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã đặt ra dành riêng cho tôi, đã định sẵn cho tôi từ trước khi tôi sinh ra, trước khi sáng thế nữa. Tại vì Đức Chúa Trời là thành tín, việc gì Chúa muốn làm, Chúa sẽ làm trọn vẹn. Những việc gì Chúa đã khởi đầu, Chúa sẽ làm cho đến hết, làm cho chuẩn. Và Paulo quả quyết như thế ở trong Philip gần nhất câu 6 như thế này: tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc làm trong anh em sẽ làm cho hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Thành ra đức tin Chúa đã ban cho tôi sẽ không bao giờ bị đổ xuống sông xuống biển cả, mà Ngài lại hướng dẫn tôi có cơ hội để tìm hiểu và học hỏi, cố gắng học hỏi thêm về Kinh Thánh, để thấy rằng Paulo và Gia Cơ không hề mâu thuẫn với nhau. Đức tin và việc làm không hề mâu thuẫn với nhau. Mà nói theo cách nói của người Việt Nam chúng ta, thì đức tin và việc làm tuy hai nhưng mà là một. Nếu có đức tin, ắt phải có việc làm. Hay là nói cách khác, có việc làm tức là đã có đức tin rồi. Đó là đức tin và việc làm đi đôi với nhau. Giống như là tờ giấy bạc. Quý vị coi cái tờ giấy bạc, quý vị có một mặt thì có hình một ông cựu tổng thống nào đó, còn mặt bên kia thì có hình tòa Bạch Ốc và Nhà Trắng. Và hai mặt này không ai có thể chia đôi ra được, không ai có thể tách nó ra được. Một người nào đó mà có cái máy photocopy hết sức là tinh vi có thể copy cái hình cái đồng tiền đó một cách hết sức là chính xác. Nhưng mà dù có giống đến nào đi nữa, nếu mà thiếu mặt bên kia thì vẫn không có thể trở thành tờ giấy bạc được. Phải có cả hai mặt thì mới có giá trị, mới là tờ giấy bạc thực sự. Nếu mà không có đủ cả hai thì chỉ là tờ giấy bạc giả. Thế nên đức tin và việc làm là hai mặt của một sự việc. Một sự việc không thể thiếu một trong hai điều đó được. Xin quý bạn dặn dò lại quyển Kinh Thánh của mình, nếu quý vị có mang Kinh Thánh theo, hay là đọc ở trong tờ chương trình sớm Ephesos đoạn 2 câu 10 nói như thế nào. Tháng sau chúng ta sẽ học về những câu này, nhưng mà câu 10 thì nói rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
theo như câu kinh thánh này thì Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời chọn trước khi sáng thế, và Ngài dùng huyết báu của Chúa Giêsu để rửa sạch mọi tội lỗi và ban cho chúng ta mọi ơn thiêng liêng, mọi ơn phước thiêng liêng để làm những việc này. Cho nên nói tóm lại, Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân đức tin để dùng họ vào những việc lành mà Ngài muốn làm cho loài người. Chúa có thể tự Ngài làm ra, nhưng mà Chúa muốn dùng con dân của Ngài để làm những việc lành đó cho những người khác. Cho nên có đức tin thật thì sẽ nảy sinh ra những việc lành. Và thấy một người có những việc lành, có thể nghĩ rằng người đó có đức tin. Có một số người thì thường hay ca ngợi về đức tin của mình. Họ nói là nhiều, nhưng mà làm thì tương đối rất ít. Người ta nghe họ nói thì sẽ hết sức là siêu lòng và ngưỡng mộ người đó, nhưng mà chỉ nghe họ nói mà thôi, ít khi thấy họ làm. Quý bạn chị em có nhớ câu chuyện về người Samari nhân lành không? Ở trong Luca đoạn 10 thì ghi lại câu chuyện một người kia đi từ Jerusalem xuống thành Jericho, và dọc đường bị ăn cướp, nó cướp bị hết tiền bạc, nó đánh cho ngã nằm một bên đường. Và có thầy tế lễ đi qua, ông thầy tế lễ thấy người đó nằm ở bên đường đó, đi qua đường bên kia đi tiếp. Rồi có những người Lê-vi đi qua, những người Lê-vi nhìn thấy người bị ăn cướp đánh ngã nằm ở dọc đường đó, và đứng ở bên lề đường họ đang đi, cũng lại tách qua bên kia giống như ông thầy tế lễ rồi đi tiếp. Và đó là những người thường hay ca ngợi về đức tin của họ, thường hay cầu nguyện ở giữa chợ, thường hay giảng ở trong đền thờ Jerusalem về đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Đây là những người tự nói mình có đức tin, dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà không có việc nào. Và Gia-cơ nói rằng đức tin của những người đó là đức tin chết, và đức tin không có việc làm. Ở trong Mác đoạn thứ 10 thì có một câu chuyện về người trai trẻ giàu có đến gặp Chúa Giêsu và hỏi rằng là thầy nhân lành ơi, làm sao để tôi có được sự sống đời đời. Và ban đầu thì Chúa Giêsu nói rằng hãy giữ mọi điều răn, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Và người trai trẻ có nghe thấy Chúa Giêsu nói như vậy thì mừng rỡ và tự hào nói rằng là tất cả những điều đó tôi đã làm từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Và khi Chúa Giêsu nghe người trai trẻ nó nói như vậy thì Ngài nói rằng vậy thì hãy về nhà bán hết gia tài, chia cho kẻ nghèo khó rồi hãy theo ta. Và khi người trai trẻ giàu có nghe Chúa Giêsu nói như vậy thì tiêu điểm quay đi, bởi vì người đó không thể làm được điều đó, không thể làm được điều Chúa Giêsu dạy dỗ, có đức tin nhưng mà không có việc làm. Thành ra nhiều người có thể nói được những điều hay lớn lao nhưng mà họ không làm được những điều họ nói. Paulo nói rằng một người có đức tin thì có thể làm được những việc như vậy. Nếu mà thực sự có đức tin thì có thể làm được việc đó. Chính Paulo đã làm như thế. Ông là người Pharisee và đã không sống đời sống của những người Pharisee ăn trên ngồi trước mọi người khác. Ông bỏ sự lời của thế gian để đi theo Chúa Giêsu, để làm người sứ đồ, đi rao giảng tin lành cho Đức Chúa Trời, cho nhân loại. Thế nên Paulo đã dùng đời sống của mình để chứng tỏ rằng có đức tin nơi Chúa, chúng ta có thể làm được mọi việc lành mà Chúa đã dành sẵn cho những người tin này.
Nên tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện này của Hiếu từ hồi xưa. Rồi chúng ta sẽ đúc kết bài giảng nha. Ngày xưa có lần thì đơn vị của tôi đi hành quân ở Nam Căn. Nhưng mà anh chị em biết Nam Căn ở đâu không? Cà Mau, Nam Căn ở Cà Mau. Những sĩ quan trẻ như chúng tôi thì có cái trách nhiệm là phải trực các máy để theo dõi cuộc hành quân, theo dõi tình hình của các đơn vị ở khắp nơi để rồi báo cáo với ông trưởng phòng hành quân. Và ông trưởng phòng hành quân thì có cái trách nhiệm là lắng nghe những lời báo cáo của chúng tôi để buổi sáng ngày hôm sau ông thuyết trình cho các ông tư lệnh hải quân và tư lệnh lực lượng của hải quân và tư lệnh của lực lượng bộ binh. Và một buổi sáng hôm đó thì ông trưởng phòng hành quân bị đau, cho nên từ tôi ra thuyết trình cho mấy ông tư lệnh đó. Và sau buổi thuyết trình thì đến buổi trưa ông tư lệnh hải quân của chúng tôi họp lại và kêu tôi ra hỏi như thế này: Thiếu Uy Hiền, tại sao ông để tóc dài quá như vậy? Tôi bối rối quá, không biết, bất chợt ông hỏi như vậy và không biết phải trả lời làm sao. Bèn đáp rằng vì tháng vừa qua tôi chưa có được lãnh lương cho nên không có tiền cắt tóc. Ông tư lệnh lẩm bẩm: Sĩ quan mà không có tiền cắt tóc và móc ví này, coi đi coi lại. Rồi ông cất ví bỏ vào túi. Đây là hai trường hợp có thể đúc kết từ việc làm của ông tư lệnh này. Thứ nhất là ông không có lòng hảo tâm. Thoát đầu thì ông muốn cho tôi tiền, ít tiền để đi hết tóc cho nên ông mới móc ví ra. Nhưng mà vì không có lòng hảo tâm cho nên ông lại bỏ ví vào trong túi, không cho tôi tiền. Phải vậy không? Mình có đầy ví như thế hả? Một cách khác mình có đầy ví là ông có lòng hảo tâm. Tại vì ông có lòng hảo tâm cho nên ông mới muốn cho tôi ít tiền để đưa hết tóc và ông mới móc ví của ông ra. Phải là không? Nhưng mà cho ví không có tiền thì làm sao ông cho tôi được? Không lẽ mà thôi. Quý vị thấy không, nhiều khi chúng ta muốn làm mà không có khả năng để làm việc đó. Quý vị nghĩ xem ông tư lệnh của tôi ở trong trường hợp nào? Ông có lòng hảo tâm hay là ông không có lòng hảo tâm? Cho dù là ông có lòng hảo tâm hay là không có lòng hảo tâm đi nữa, thì ông tư lệnh của tôi đã không làm được việc thành là cho ông vị sĩ quan trẻ tuổi ít tiền đi hết tóc. Có hay là không có cũng không làm được việc này. Để đúc kết sự liên đới giữa đức tin và việc làm, tôi muốn nêu ra cho tất cả quý bà chị em chúng ta ba điểm sau đây. Thứ nhất, nếu có đức tin chắc chắn phải có việc làm. Có đức tin chắc chắn phải có việc làm. Kinh Thánh nói rằng chúng ta làm việc Ngài làm ra, chúng ta được Ngài dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa dựng chúng ta nên chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm gì? Có phải để làm những việc lành không? Và nếu đó là ý Chúa, nếu mà Chúa muốn dựng chúng ta trong Đấng Christ để làm những việc lành thì chắc chắn Chúa là Đấng quyền năng sẽ ban cho chúng ta mọi khả năng để làm được những việc lành đó, chứ không có cho chúng ta cái ví chống không một cái tiền. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những khả năng để chúng ta làm được những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta từ trước khi sáng thế, để làm trọn cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại, vì việc lành của chúng ta là kết quả của Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta,
ở trong lòng các con dân Chúa. Thật ra giờ này tôi muốn tất cả quý ông bà anh chị em hãy tự dò lên, dò xét lấy lòng của mình, hãy tự dò xét lấy cuộc đời của mình, xem chúng tất cả chúng ta có việc làm, có kết quả của Đức Thánh Linh hay là không, để xem mỗi người chúng ta có làm việc lành nào hay là không. Nếu chưa thấy mình có việc lành nào thì phải tự hỏi lại xem đức tin của mình như thế nào, đức tin của mình ở đâu. Những ai có đức tin trong Chúa chắc chắn sẽ có những việc lành, sẽ có dồi dào những việc lành từ khi tin Chúa đến bây giờ. Thứ hai, nếu có việc làm thì có thể đã có đức tin. Điều thứ nhất thì chắc chắn phải không? Nếu mà có đức tin chắc chắn sẽ có việc làm. Nhưng mà nói ngược lại, nếu mà có việc làm thì rất có thể đã có đức tin. Trong lúc chúng tôi tiếp đãi chư ban của nhà tôi thì tôi thường xuyên cầu nguyện cho anh, xin Chúa thăm viếng anh và an ủi chị, và nếu mà đẹp lòng Ngài thì xin Chúa chữa lành cho anh. Chị rất cảm động, cho nên trước khi ra về chị để lại cái chi phiếu và nói rằng là xin dâng tiền cho Chúa, cho hội thánh của chúng ta. Tôi biết anh chị là người chưa tin Chúa, thành ra việc làm của anh chị, việc dâng hiến tiền cho hội thánh là một việc làm của một người có lòng hảo tâm mà thôi. Nhưng mà tôi biết được rằng những lời cầu nguyện của chúng tôi cho anh, cho chị, cho gia đình của anh chị là hạt giống đức tin, hạt giống tin lành đã được gieo ra trong lòng của anh chị bạn. Và khi hạt giống này mà chị sẽ tiếp nhận tin lành, thì tin lành sẽ dẫn đến đức tin, giống như là câu kinh thánh ở trong Roma 1 câu 16, 17 mà quý vị nghe đọc lúc nãy. Kinh thánh cũng nói rằng có nhiều người làm nhiều việc lành vì cái bụng của họ, hay là có nhiều người làm nhiều việc tại vì tranh cạnh hay là vì hư vinh. Mà nếu như thế thì việc làm đó không phát xuất từ đức tin có thật. Thành ra đây cũng là dịp tiệm để tất cả chúng ta dò xét lại những việc lành mình đã làm từ trước đến giờ, để xem chúng ta làm mọi việc đó vì chúng ta tin nơi Chúa, hay là chúng ta bị ép buộc, hay là chúng ta làm vì hư vinh, hay là chúng ta làm vì tranh cãi. Nhưng mà thực sự mọi việc quý ông bà anh chị em làm là vì đức tin của mình, thì xin hớn hở tạ ơn Chúa và xin Ngài tiếp tục ban thêm ơn để quý vị có thể làm được những việc lành đó không gián đoạn và mỗi một ngày một nhiều hơn theo lớp đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Cuối cùng, thứ ba, đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời để con dân Chúa làm những việc lành. Xin quý ông bà dân ghi nhớ rằng đức tin chúng ta có, việc lành chúng ta làm là do ơn Chúa ban cho chúng ta, tất cả không do công lao của mình. Nếu mà quý ông bà chị em tính công lao của mình trong những việc lành đã làm từ trước đến giờ, nếu mà quý ông bà chị em kể công mình ra bây giờ, thì tôi chắc rằng sau này khi gặp Chúa, quý vị cũng sẽ kể công. Mà quý vị có biết rằng là khi mà mình kể công với Chúa thì mình được nghe câu gì không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 1 nói rằng những người hay kể công
tức là những người hay khoe khoang thì đã được phần thưởng của mình rồi. Chúa không cần phải ban thêm gì nữa, con sẽ không được phần thưởng gì của cha chúng ta ở trên trời. Cho nên việc lành chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho, xin hãy quy vinh điển về cho Chúa. Đó là ba điều và đúc kết được qua sự liên lưới chặt chẽ giữa đức tin và việc làm. Thưa quý ông bà, từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta làm con dân của Ngài. Và Chúa có mục đích tốt đẹp cho mỗi người chúng ta. Xin tất cả mọi người hãy lao đức tìm kiếm mục đích đúng cho cuộc đời của mình, tìm kiếm những cơ hội để mình có thể làm được mọi việc này mà Chúa đặt để trên bước đường chúng ta đi theo Chúa. Và hãy vui mừng tạ ơn Chúa khi tìm thấy được và khi thực hiện được những việc này. Nếu mà có người nào tìm kiếm ngoài mà không thấy thì sao? Hôm nay nếu mà trong chỗ quý vị ở đây có ai tìm kiếm ngoài mà không thấy mình có làm một việc lành nào thì xin bước lên cùng tôi cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Chúa đổ ơn phước xuống cho chúng ta, để chúng ta có thể làm được mọi việc lành, để ơn phước Chúa ban cho chúng ta không có chỗ chứa được. Và những ai chưa có đức tin thì đây cũng là dịp để cầu nguyện tiếp nhận tin lành của Chúa. Tại vì tin lành trong Chúa Giêsu sẽ dẫn đến đức tin. Đức tin sẽ đưa đến sự cứu rỗi và sẽ đưa đến những việc lành. Xin thánh ai có ở trong trường hợp đó xin mạnh dạn bước lên đây cùng tôi cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, có chị em cũng đã ứng lời kêu gọi. Còn ai nữa không? Có ai muốn bước lên đây cầu nguyện xin với Chúa để ban ơn phước cho mình, để mình có thể làm được những việc lành cho mọi người hay không? Có những ai chưa có đức tin muốn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, để có đức tin để có thể làm việc lành, xin cũng bước lên đây. Thưa chị, xin mời chị chia sẻ. Em biết là mỗi lần vì chị worry nhiều, lo lắng thì em cầu xin Chúa Giêsu giúp em. Chị hôm qua em có vấn đề là con em mới đi làm, nhưng mà nó hơi bị syndrome là nó đổi đi việc khác. Em nói là đã tới giờ rồi, khi xong là nó gạt em, nó đi mất tiêu. Em mới vô kiếm nó mà không thấy, cái về em rất buồn, em khóc và em cầu nguyện Chúa là Chúa hãy cho nó vào làm trở lại và nó làm đàng hoàng. Vậy em phải đi vấn đề mà nguyên cái ngày đó em rất buồn và lo, em cầu nguyện hoài mà ngồi đó thì không có. Thế finally tới 11 giờ khuya em gọi thì em đang làm trong đó và em rất là vui. Là lúc đó cảm ơn Chúa nhiều, Chúa đã protect, giữ gìn em và những đường chỉ lối cho em có một cuộc sống tốt, gần gũi với em và che chở cho em. Của con nên con rất là tin Chúa của con mà con tạ ơn Chúa nhiều. Còn phần Janet thì hôm nay là được như là all straight A không? Có thể em được A hai cái một lần và em rất mừng. Em gọi cho mọi người trong gia đình, em tạ ơn Chúa. Chúa đã gìn giữ hai đứa con của con nên con hết sức là tạ ơn Chúa. Và hôm nay là con sống thì đức tin của Chúa mà thôi. Chúng ta trân lời tạ ơn Chúa về những lời chia sẻ đức tin của chị Ánh Phương. Cũng thao nao làm lòng chúng ta nao rất, cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Và nhất là những người nào có những nan đề của những câu lo đến với Chúa cầu nguyện với Ngài,
Chúa sẽ an ủi, Chúa sẽ ban ơn, và chúng ta cuối cùng sẽ có nhiều điều để mà chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý bạn chị em cùng đứng lên và cùng tôi cùng chị em Phương cùng nguyện với Chúa giờ này đây. Chúng con dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con và đã chọn lựa chúng con làm con cái của Ngài từ trước khi sáng thế. Và Chúa đã đặt đề trên bước đường tín kính của chúng con những việc lành mà chúng con cần phải làm cho Chúa để đẹp lòng Ngài. Và chúng con tạ ơn Chúa là ở trong Chúa chúng con có đức tin và chúng con có được những việc lành để làm cho mọi người được mọi người nhìn thấy được việc lành đó mà ca ngợi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Và đầu phục Chúa Giêsu làm cứu Chúa, chúng con ta ơn Ngài nhiều cho chúng con cũng biết rằng là con cái của Chúa luôn được Chúa quan tâm, luôn được Chúa chăm lo trong mọi giây phút. Và mỗi khi chúng con có những điều gì ưu tư, những điều gì lo lắng, chúng con dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện của chúng con và tất cả những điều gì đem lòng Chúa chúng ban cho, để chúng con có nhiều cơ hội để ca ngợi, để ta ơn Ngài. Chúa, chúng con nhớ đến Jonathan, con trai của chị Vân và anh Sơn. Đời sống của em cũng có nhiều khó khăn và tạ ơn Chúa là chị có lòng tin mãnh liệt nơi Đức Chúa Trời và thường xuyên cầu nguyện cho chồng mình, cho con mình, và Chúa đã ban ơn cho em có được nhiều điều. Chúng con hết sức là ca ngợi Chúa. Chúa ban cho em có công việc làm để em có thể trôi qua ngày của em một cách tốt đẹp và làm những công việc đẹp lòng Chúa. Xin Chúa gìn giữ công việc làm cho em để em giữ được công việc làm thường xuyên và gây dựng được đức tin của em ở trong Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn cho anh chị qua Janet là người con gái hết sức là ngoan ngoãn, chăm chỉ và học thật là tinh tới. Chúng con ca ngợi sự ban cho của Chúa, chúng con ca ngợi đức tin của anh chị và của các em. Xin Chúa tiếp tục ban ơn phước cho anh chị và các cháu được đời ơn của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa, chúng con cũng nhớ đến anh bạn của nhà con, nhiều bạn của nhà con, Chúa, anh đang bị bệnh ung thư vào thời kỳ thứ tư và theo như thống kê thì không có được sống bao lâu nữa. Chúa, chúng con biết được rằng việc gì Chúa làm cũng đều Chúa có muốn, Chúa đều có thể làm được. Và nếu Chúa muốn anh Dũng này được sống lâu trong tuổi với con cái với gia đình, Chúa cũng có thể cất định trong bệnh này, căn bệnh này. Và giờ này đây con cầu nguyện xin Chúa đứng thăm viếng anh và đặt trên tay nhân lần của Ngài đến để chữa lành cho anh. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúa cũng an ủi chị và con cái của anh chị để tất cả chúng con thấy được rằng Chúa thực sự làm chủ đời sống của mọi người trên thế gian, dù là có phải là con dân của Chúa hay là không. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa chúc phước cho tất cả mọi ông bà anh chị em chúng con ở trong hội thánh, tại vì chúng con biết rằng chúng con là con dân của Chúa. Chúng con có những việc lành chúng con làm để làm sáng danh Chúa, không phải chúng con làm vì tấm lòng của chúng con, vì lòng trên kênh hay là vì hư vinh. Chúng con làm vì chúng con yêu mến Chúa, chúng con làm vì đức tin của chúng con. Xin Chúa ban ơn phước đầy giá cho chúng con để chúng con có thể làm nhiều việc lành khác nữa, để nhiều người cũng đến nhìn thấy công trình của Chúa trên đời sống của chúng con. Mà ta ơn Ngài, mà ca ngợi Chúa, mà đọc phục Ngài. Chúng con ta ơn Chúa. Chúa chúc phước cho tất cả chúng con giờ này đây. Ban ơn cho chúng con để chúng con lắng nghe lời Chúa và ca ngợi quy vinh hiển về cho Ngài, chứ không cho sự vinh quang cho đời sống của chúng con. Chúng con ta ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn quý bạn chị em.